Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Đức Quý Vlog. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới vui vẻ. Vâng, và hôm nay em lại tiếp tục đi đồ cũ quay cho các bác xem. Nhiều bác cũng bảo em đi tìm hàng cho các bác. Thì trước khi em tìm thì các bác hãy ủng hộ em, cho em xin một like, một share và đăng ký kênh. Em xin chân thành cảm ơn các bác. Trước mắt các bác là em đang đi vào dãy loa đài, rất là nhiều loa đài. Thì bây giờ em sẽ quay qua tổng thể cho các bác xem. Và em sẽ quay chi tiết những con mà có nhiều bác hỏi em. Rất là nhiều đầu đê lông này, âm ni đê lông. Thì hôm nay em sẽ quay cho các bác xem. Trước mắt các bác là một con âm ni Yamaha CA2000. Con này giá mua mới là khoảng ngoài 30 triệu. Và giá hiện tại thì nó khoảng ngoài 13 triệu nha các bác nhé. Ra thì Class A thì là 30W cộng 30W. Còn bình thường thì là 120W cộng 120W. Đó, bảo hành 3 tháng. Rất là đẹp nhé các bác nhé. Bên trong thì theo mắt em nhìn thì nó vẫn rất là đẹp đấy các bác ạ. Bên trên thì là gỗ và có những cái khe tản nhiệt rất là đẹp. Tiếp theo nữa là một con crown, đẩy crown D150A Series 2. Con này có giá ngoài 11 triệu rồi, mua bên Việt Nam. Mua bên Nhật nhé các bác nhé, em xin lỗi. Mua Nhật có giá ngoài 11 triệu. Được ra hai kênh được 160W. Sản xuất thì nó lại không ghi năm bao nhiêu. Bảo hành 3 tháng nhé các bác nhé. Rất là đẹp, nhìn nó rất là đẹp. Hôm nay em quay chủ yếu nhiều bác cứ thắc mắc về quay bảng giá, em quay bảng giá cho các bác xem. Đó, đẩy crown D150A. Và tiếp theo nữa là một con Sansui Ao Alpha 607i. Con này có giá khoảng 6 triệu, sản xuất năm 1987. Có giá mua mới của nó thì khoảng 16-17 triệu nhé các bác nhé. Tùy vào lúc giá man cao, lúc giá man thấp. Con này bảo hành 3 tháng. Dòng Sansui 6 này, Alpha này thì là mặt gương nhé các bác nhé. Nhìn nó cũng rất là đẹp. Series của nó đây. Đấy, 285, 121, 285. Tổng thể nó thì cũng rất là bóng đẹp. Ở đây cửa hàng này nó quây kín túi bóng hết nhé các bác nhé. Và tiếp theo nữa là một con Onkyo DTX7. Con này có giá hơn 3 man thôi. Hơn 3 triệu các bác nhé. Chưa tính phí công và gửi về. Phí công của em thì cứ mỗi con âm ni này 1,2 triệu, 1,5 triệu là công em gửi về. Tiếp theo nữa là một con Marang âm ni PM6001. Con này có giá khoảng 5 triệu, sản xuất năm 2006. Ra được 140W là 4 ohm, bảo hành 3 tháng. Con này thì nó mất điều khiển rồi các bác nhé. Nó chỉ có dây nguồn thôi, điều khiển thì không còn. Rất đẹp, mặt mũi thì không xuất sát gì cả. Nhìn rất là đẹp nhé các bác nhé. Đấy, à, tiếp theo nữa là một con Porsche 2705MX. Con này có giá khoảng 5 triệu, 100W ra hai kênh nhé các bác nhé. Bảo hành 3 tháng. Ở đây mấy con là Boss này thì em cũng không nghiên cứu rõ lắm, này con này nó công dụng là gì thì em cũng không nghiên cứu rõ lắm. Rất là đẹp, giá cũng chỉ có hơn 4 triệu thôi, cả âm ni nữa. Nó ra được 90W nha các bác nhá, nó là âm ni đấy, nó cắm được cả mic. Tiếp theo nữa là một con Puler VSX S520. Con này có giá ngoài 6 triệu, sản xuất năm 2016, bảo hành 3 tháng. Cắm được USB, đầu ra của nó được 80W. Em đang quay thì người ta xịt chứ thứ hơi ồn, mong các bác thông cảm.
đầu rất là đẹp các bạn, nó mỏng. Và tiếp theo nữa là một con Onkyo TXNA 708, con này có giá hơn 3 triệu, bảo hành 3 tháng, con này là 7.1 nhé các bác nhé, đầu đa kênh 7.1, AV Amp. Để em quay sát bảng giá cho các bác xem, nhìn nó cũng đẹp. Đấy, đầu đa kênh này thì em ít các bác thích, nó có cả cổng cắm vào HDMI này, cổng nghe nhạc với thứ rất là hay. Còn bên dưới là Yamaha, con này cũng 7.1, đầu đa kênh, model là DSP AX 2500, con này có giá ở ngoài 4 triệu. Nhưng mà mua những con này thì gửi về Việt Nam phí gửi thì cũng khá là đắt, bây giờ nó 210.000 một cân các bác nhé. Tiếp theo nữa là một con Sony BCM R500, con này có giá khoảng ngoài 11 triệu, sản xuất năm 2001, nó chạy băng đát như các bác nhé, bảo hành 3 tháng, con này thì không còn điều khiển. Đấy, con Sony nhìn cũng rất là đẹp. Đấy, nó chạy băng đát này, màu xám xám lông chuột. Tổng thể như em nhìn thì cũng rất là đẹp nhé, khoảng được 20 năm rồi, 20-21 năm rồi mà nhìn nó vẫn rất là đẹp, sản xuất rất là lâu mà người ta giữ dùng rất là giữ gìn. Đó, và tiếp theo nữa là một con Boss PS321B, này có giá hơn 5 triệu, hơn 6 triệu đấy các bạn ạ. À, cả thuế là 27.500 yên này, cái này là 2.1, nghe cũng rất là hay, bảo hành 3 tháng nhé các bác nhé. PS321 Series 2. Đấy, đôi này thì nghe cũng rất là hay, nó có cả đầu bên trên nhé các bác nhé. Đấy, loa bên trên thì hai cái loa và đầu. Và đây tiếp theo nữa con đẩy Yamaha P1600, con này có giá hơn triệu thôi. Nhìn rất đẹp, đẩy hai kênh. Nhìn nó rất là đẹp nhé các bác nhé. Nhưng mà nó cũ rồi, nó khoảng được còn 80% thôi. Bên cạnh là một con Tecam CD. Con này đắt. SS CDR200, con này có giá ngoài 11 triệu. Khiển thì vẫn còn, nó có khiển và dây nguồn. Series là 39008 58, bảo hành 3 tháng. Con này nó rất nhiều chức năng và nó rất là đẹp nhé các bác nhé. Đấy. Kia là mấy con đầu đê lông thôi. Đó, thì em quay sang bên này cho các bác xem, quay một ít loa cho các bác xem là bút xem. Bác nào thích thì liên hệ với em qua Zalo của em nhé. Đây mấy cái đồ đồng hồ này, nhưng mà đồng hồ hỏng các bạn ạ. Đấy, nó bị lỗi rất là nhiều, đồng hồ hay là ổ cứng nhớ thứ là nhiều. Máy quay đấy, và bên này có dưới là có xương băng 10 của Akai, giá rất là đắt. Ở bên này nó rơi vào tầm khoảng 1.3 triệu nhé các bác nhé, 1.3 triệu một cuốn băng này, băng không, một xương băng không rồi, 1.3 triệu rồi. Đây có mic tinh nick hỏng này, rất là đắt này, 1 triệu, khoảng gần 3 triệu rồi. Mic không dây rất là đắt. Các bác, nhiều bác cứ tưởng ở bên này đi nhiều đồ rẻ lắm, rẻ vừa, nhưng không có đâu các bạn, rất là đắt. Em đi quay thực tế ở quán này cho các bác xem, các bác biết giá. Rất là đẹp, thì chắc em cũng xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo nhé. Và các bác nhớ ủng hộ em, cho em xin một like, một share và đăng ký kênh. Em xin chân thành cảm ơn các bác.